Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài số 12 giáo trình đường đến nước Nga. Bài hôm nay sẽ là phần 16. Trước hết xin nhắc các em là song song với kênh YouTube Vui học tiếng Nga, chúng ta còn có trang Vui học tiếng Nga ở trong Facebook. Và các em chỉ cần có chữ Vui học tiếng Nga sẽ hiện ra cái trang đó. Hiện nay trang đã có khoảng 3.000 thành viên. Các em nếu chưa đăng ký thì chúng ta đăng ký vào đó để chúng ta có thể là nhận bài mới, hoặc là chúng ta có thể trao đổi với các bạn cùng học tiếng Nga và đặt những câu hỏi cần thiết, cũng như là cần xin giáo trình đường đến nước Nga này bản điện tử thì các bạn có thể viết vào đó và mọi người sẽ gửi cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài. Trong bài lần trước chúng ta đã học bức thư của cô Maria. Bây giờ tôi sẽ đọc lại bức thư đó. Hy vọng rằng là các em cũng đã tự học rồi. Здравствуйте, дорогие мои мама и папа. Lần trước tôi đã đọc và dịch cho các em rồi, cho nên lần này tôi sẽ chỉ đọc thôi. Và bằng cách đó thì chúng ta sẽ ôn lại một chút trước khi mà chúng ta trả lời câu hỏi. Пишу вам из Москвы. Мне очень не нравится погода в Москве. Здесь очень холодно. Погода очень плохая. Осенью дождь. Зимой снег. Я не гуляю на улице, потому что у меня нет зонта, нет шапки и шарфа. И я не знаю, где можно купить эти вещи. А еще я плохо говорю по-русски и не могу сказать в магазине, что я хочу купить. Я живу в общежитии. Общежитие очень старое. Здесь нет лифта. Это очень неудобно. Комната очень маленькая. В комнате нет телефона. Я не могу позвонить домой. В комнате нет холодильника, нет телевизора, но есть одна соседка. Она любит музыку. Ее магнитофон всегда работает очень громко. Я делаю домашние задания, и она слушает рок-музыку. Русский язык очень трудный, и я не понимаю, что говорят люди на улице, в магазине, в метро. Я очень хочу домой. Вы знаете, что я не люблю готовить. В университете есть столовая, но она очень плохая. Там всегда очередь. И я не люблю русские блюда. И еще, нигде не была, я еще нигде не была и ничего не видела в Москве. Наша группа ездила на экскурсию в Кремль, но я была больна. В декабре у нас каникулы. Ждите меня дома. Я очень устала и хочу отдохнуть. До встречи. Ваша дочь Мария. Đó là cái bức thư của cô Maria. Bây giờ chúng ta sẽ xem chúng ta cần phải làm việc gì. Какие вопросы вы можете задать по тексту? Tập hợp từ по тексту có nghĩa là theo bài khóa. Giới từ по ở đây là giới từ dùng với lại danh từ ở cách 3. По тексту. Текст là bài khóa. Và по тексту chúng ta hiểu là theo bài khóa. Vậy thì ở đây người ta hỏi là gì nào? Какие вопросы? Có những câu hỏi nào? Вы можете задать? Các bạn có thể đặt theo cái bài khóa này. Расскажите, что вы узнали от Джонни о Марии? Hãy kể xem là các бạn biết được gì về anh chàng John và cô Marie. Начните свой рассказ так. Hãy bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách я узнала, что tôi biết được rằng là gì đó. Thế vậy thì theo hai cái bài khóa này chúng ta đã đều học rồi đúng không ạ? Mà hy vọng rằng là các em đã học khá kỹ rồi. Nếu như các em chưa học kỹ thì khuyên các em nên đọc lại những bài khóa này. Và những bài khóa này đó là cái cơ sở, là cái vốn để cho chúng ta nói tiếng Nga. Cho nên là các em cần phải đọc nó rất kỹ. Và thậm chí có thể nói để làm sao mà các em học thuộc lòng luôn. Tức là chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta học thuộc lòng. Học thuộc lòng như kiểu nhầm để nhớ vài từ, không đúng đâu. Mà các em học có nghĩa là các em đọc nhiều đến cái mức độ mà các em có thể vận dụng được những cái cấu trúc câu đó vào trong cái lời nói của mình mà không cần phải học thuộc chúng. Đó có nghĩa là chúng ta đã nhuần nhuyễn kiến thức. Bằng cái cách đó thì chúng ta mới chiến thắng được tiếng Nga. Thế còn nếu như các em học mà nhầm để học thuộc thì không bao giờ thành công đâu. Nhớ nhé. Vậy thì chúng ta cần phải đọc rất nhiều.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ biết gì về anh chàng John? À, anh chàng John, John thì đơn giản rồi đúng không ạ? À, chúng ta có thể nói là gì nào? Я узнал, hoặc là я узнала, hoặc là мы узнали, что John очень хороший студент. Он учится в Москве. Что у него очень хорошее общежитие. Общежитие, возле общежития или недалеко от общежития находятся магазины, почта, rồi còn những gì nữa, аптека, vân vân. Chúng ta có thể kể tất cả với những cái gì mà chúng ta có thể là tưởng tượng có ở bên cạnh ký túc xá của mình. À, stadion, metro, vân vân, đúng không ạ? Đó. Thế rồi tiếp theo nữa là gì nào? John живет с соседом. John sống cùng với một một người bạn cùng phòng. Его сосед из Китая. À, người bạn cùng phòng của John là từ Trung Quốc đến, vân vân chẳng hạn. Đó, đó là cái cách mà chúng ta kể lại về anh chàng John. Cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể về cô kể về cô Marie bằng cái cách tương tự, có nghĩa là chúng ta trích ở trong cái bài đọc ra. Ở trong bài đọc của chúng ta là ngôi Ya thì chúng ta chuyển nó thành ngôi Anna thì sẽ kể về cô Maria, và kể về anh chàng John thì sẽ kể ở ngôi On, đúng không ạ? Đó, đó là cái cách mà em kể thôi, đơn giản phải không ạ? Как вы думаете, кто вы? Các bạn nghĩ thế nào về mình? Các bạn là người thế nào? Optimist или pessimist? Bạn là người lạc quan hay là người bi quan? Vậy thì tương tự như vậy, bằng cái cách đó thì chúng ta sẽ khẳng định được là mình là người lạc quan hay là người bi quan. Thêm nữa, qua đây, qua hai bài đọc này thì cũng các em cũng có dịp để các em nhìn lại mình, rằng là mình đã cư xử trong cuộc sống như thế nào. Mình nhìn những cái hiện tượng, sự việc xảy ra dưới một con mắt của một người lạc quan hay là của một người bi quan. Và bằng chính cái cách đó thì các em sẽ tự giáo dục lại mình để làm sao mà chúng ta có một cái cuộc sống, có một cái nhìn tốt hơn, thân thiện hơn và tích cực hơn đối với cuộc sống. Mặc dù cuộc sống thì có đầy rẫy những khó khăn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy lạc quan lên và chúng ta sẽ chiến thắng được tất cả những cái trở ngại, những cái khó khăn ở trong cuộc sống bằng một cái tinh thần, bằng cái nụ cười, đúng không ạ? Thì các em sẽ sống nó dễ dàng hơn. Напишите письмо. Hãy viết một bức thư. Где вы были в Москве? Bạn đã ở đâu ở Москва? Đi thăm được đâu rồi? Куда вы хотите пойти? Các em còn muốн đi đâu nữa? И что вы хотите посмотреть? Bạn muốn xem cái gì nữa? И что вам нравится или не нравится в Москве? И почему? Và hãy kể xem là các bạn thích điều gì ở Москва và điều gì các bạn không thích và tại sao? Đó, đó là những cái gợi ý hay là một cái kịch bản để cho các em viết một cái bức thư. À, cái việc này là việc của các em nhé. Các em có thể tự viết được. В диалоге, который вы будете слушать, вы встретите новые слова. À, ở đây người ta nói là gì nào? Ở trong đoạn đối thoại mà các em sẽ đọc, các em sẽ nghe, các em sẽ gặp những từ mới. Новые слова. Познакомьтесь с ними. Và các em hãy làm quen với những từ mới đó. Thế vậy thì bây giờ những từ mới này, những cái mẫu câu nào, từ mới và mẫu câu đúng không ạ? Что случилось? Hỏi là что случилось, có nghĩa là điều gì xảy ra vậy? Случиться là xảy ra. À, câu này nó chúng ta có thể là học luôn thành một cái đơn vị lời nói. Что случилось? Các em cứ nói luôn thế. Что случилось? À, thông thường cái câu này nó ở cái dạng này, nó ở cái dạng quá khứ này. Và người ta rất hay sử dụng. Что случилось? Bây giờ bà mẹ bước vào trong phòng, đứa con đang khóc inh nhom lên, thì bà mẹ sẽ hỏi что случилось? Nếu như ông chồng nhìn thấy bà vợ ở trên đường đang khóc, ông chồng sẽ hỏi что случилось? Đó. Nếu như mà các em thấy thầy giáo đi đến lớp muộn, thì các em có thể hỏi что случилось? Điều gì đã xảy ra? Đó. Thì, vậy thì cái câu này có nghĩa là gì? Người ta rất thường xuyên nói và nó nói gần như là một cái đơn vị câu nó cố định như vậy. Các em chỉ cần học thuộc nó và bất cứ chỗ nào các em có thể học được. Không cần phải chia chọt cái gì cả, không cần phải nghĩ đến chuyện ngữ pháp gì cả. Đó là cái cách nói chúng ta học, đó là cái cách chúng ta học giao tiếp. Và câu trả lời cũng tương tự. Ничего, ничего, не случилось. Không, không có gì xảy ra cả. Все в порядке. Тất cả mọi điều đều tốt đẹp. Порядок. Порядок có nghĩa là thứ tự, sắp xếп, ngăn nắp. Đó, thế và nếu người ta nói все в порядке thì có nghĩa là tất cả đều rất là trật tự, ngăn nắp và không có gì xảy ra cả. Thế vậy thì câu trả lời này cũng đầy rẫy những cái mẫu câu hay là những cái đơn vị từ cố định
mà chúng ta có thể học thuộc luôn để nói luôn, mà chúng ta không cần quan tâm nó là cái gì, nó ở cách nào và nó tại sao nó lại dùng như vậy. Các em chỉ cần học thuộc nó và các em sẽ nói thường xuyên. Đó là cái cách mà chúng tôi, tôi đã có lần tôi nói với các em là tôi sẽ dạy các em học vẹt, đúng không ạ? Nhưng trên thực tế là gì? Chúng ta học rất khoa học. Học vẹt là học gì? Là học không khoa học, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây chúng ta học rất khoa học. Và tại sao lại nói là học vẹt? Bởi vì sao? Thầy giáo dạy cho các em nghe những học những cái đơn vị từ cố định, và chúng ta dùng nó luôn để chúng nó nói luôn, chúng ta không cần phải suy nghĩ. Bởi vì sao? Trong trường hợp nào người ta cũng vẫn sử dụng như thế này, chứ người ta không có sử dụng khác đi. Trong lời nói, trong cái giao tiếp hàng ngày, người ta dùng đúng như thế này luôn. Nó là một đơn vị từ như thế này luôn, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta học giao tiếp. Thì vậy thì khi người ta hỏi chúng ta "Что случилось?" mà chúng ta muốn để người ta yên tâm, chúng ta sẽ nói "Ничего", không có gì cả. Hoặc là "Ничего не случилось", chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hoặc là chúng ta có thể nói thêm "Все в порядке, все в порядке", tất cả đều là yên ổn cả, không có vấn đề gì, đúng không ạ? Đó là cái cách mà học về giao tiếp. Chúng ta chỉ cần học vậy thôi nhé. Thế tiếp theo anh chàng này hỏi "А что случилось?" Có chuyện gì vậy? "У меня болят зубы." "У меня болят зубы." Tôi bị đau răng. À, người ta nói nếu mà đau một cái răng thì chúng ta sẽ nói "У меня болит зуб." "Болит зуб." Nhưng mà chúng ta có biết nó đau mấy cái răng đâu, cho nên chúng ta sẽ nói là "У меня болят зубы." À, tôi bị đau răng. Vẫn dịch là tôi bị đau răng, nhưng mà tôi đau nhiều cái răng luôn, đúng không ạ? Còn tôi chẳng biết nó đau mấy cái, nhưng mà nói chung là đau lắm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nói "У меня болят зубы." Đó. Thì cấu trúc này cũng vậy. Đó là một cái cấu trúc cố định. Khi mà cái răng của các em đau, các em chỉ cần nói "У меня болят зубы." Thế thôi, thế là đủ rồi, đúng không ạ? Chẳng cần phải học. Nếu mà các em không học cái câu này thì các em sẽ đầu tiên sẽ các em sẽ nghĩ cái răng là gì nào? Răng nó là giúp, xong sau đó động từ đau là gì nào? Động từ đau là balit. Sau đó các em phải chia động từ đau này. Xong sau đó các em phải dùng cấu trúc tôi đau hay là ai đau, hay cách nói nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy. Khi mà trong đầu chúng ta mà ngổn ngang ngữ pháp như thế, chúng ta sẽ không bao giờ nói được tiếng Nga, mà chúng ta chỉ cần học luôn một cái câu này "У меня болят зубы", và các em coi đây là một cái đơn vị lời nói, học thuộc luôn. Thế còn nó là cái gì chúng ta không cần quan tâm. Nhớ nhá khi mà đau răng chúng ta nói "У меня болят зубы". Đó là cái cách học giao tiếp, các em nhớ chưa? Đó, các em đồng ý thế không? Tiếp theo "Что случилось?" "У меня болит голова." "У меня болит голова." Em bị đau đầu, tôi bị đau đầu, đúng không ạ? Đó. Thì đầu có mấy cái? Có một cái đầu thôi, cho nên nó là balit. Balit là chia ở ngôi ôn. Thế còn răng có nhiều không? Răng có nhiều. Zubi là nhiều răng. Và cho nên người ta chia là balat. Nếu nói một cái zub, Adin zub. "У меня болит зуб." Đây, balit, zub. Tôi bị đau một cái răng, đúng không ạ? Hoặc là tôi bị đau một cái đầu. "У меня болит голова." "Голова у меня болит." Đó, "Что случилось?" Bác sĩ sẽ hỏi vậy, đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì đó là những cái cấu trúc mới mà chúng ta cần biết để chúng ta bắt đầu đi vào bài số 25. Bài số 25 thì chúng ta sẽ lại học ngược. Thầy giáo sẽ dịch cho các em trước để xem có cấu trúc nào khó không. Sau đó thì chúng ta sẽ lại nghe băng. Chúng ta sẽ lại nghe cái đoạn ghi âm và đi theo giáo trình. Прослушайте диалог и скажите, Ира была в кафе? Прослушать. Lại động từ thần thánh này của chúng ta, đúng không? Hãy nghe đoạn đối thoại và hãy nói xem cô Ira có mặt ở quán cà phê không? Đúng không ạ? Ira была в кафе или не была? Cô ấy có ở quán cà phê không? Hay là không có mặt ở quán cà phê đó? Chúng ta sẽ xem nhé. Ира. Добрый вечер. Ира, xin chào buổi tối. Добрый вечер, Антон. Xin chào buổi tối, Антон. Ты был сегодня в кафе? Hôm nay anh có đến quán cà phê không? Да был. Có, tôi có đến. Мы долго тебя ждали. À, chúng tôi đợi cô lâu lắm đấy. Но ты не пришла. Nhưng mà cô không đến. Что случилось? Có việc gì đấy? Ты знаешь, я больна. À, anh có biết không, tôi bị ốm đấy. У тебя есть температура? У тебя температура? À, cô có bị sốt không? Sốt, температура là gì? Là nhiệt độ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta bị có nhiệt độ cao thì chúng ta gọi là gì? Là sốt, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cứ dịch luôn là cô bị sốt à? Đúng không ạ? À, chứ không có các bạn lại vặn tôi là thầy ơi, temperatura là nhiệt độ chứ, thầy sao thầy lại dịch là sốt? Đấy. Thế vậy thì chúng ta dịch câu tương đương ở trong tiếng Nga. Nếu mà người mà có nhiệt độ cao hơn bình thường thì ở người Nga người ta nói là у кого у тебя есть температура? Có nhiệt độ đấy.
Thế còn bình thường thì ai chả có nhiệt độ đúng không ạ? Nhiệt độ 36 độ thì ai chả có đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà có nhiệt độ cao lên thì người ta vẫn gọi là Uchibi Yis Chimperatur, cậu bị sốt rồi. Đó. Thế và khi dịch sang tiếng Việt chúng ta sẽ dịch là sốt. Từ khai dí là chủ. À, cô đã đi khám bác sĩ chưa? Chúng ta gọi là đi khám bác sĩ đúng không ạ? Cái khái niệm của chúng ta cũng rất là hay. Đi khám bác sĩ có nghĩa là đi đến chỗ ông bác sĩ, ông khám mình chứ không phải là mình khám ông ấy đúng không ạ? Đi khám đi là chú. À, cậu đã đi khám bác sĩ chưa? Nhẹ tôi mới nhẹ tôi chim pera tuổi không, tôi có bị sốt đâu. Ui nhẹ nhẹ tôi chim pera tuổi là tôi không bị sốt. Nồi mình nhá ba lít cơ à, nhưng mà tôi bị đau đầu. À mới đá lít chip bé cà phê. Thế còn chúng tôi thì lại đợi cậu ở quán cà phê. Shira Ivan Priyekhal is Petersburg. Hôm qua thì Ivan từ thành phố Petersburg đến on Zeltam photography. Ông ấy đã làm ở đó rất nhiều những bức bức ảnh đúng không ạ? Thì chúng ta cứ dịch là gì? Tiếng Nga là gì? On Zeltam photography là anh ấy đã làm những bức ảnh ở đó. Có nghĩa là gì? Là anh ấy chụp ảnh đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cứ nói luôn, dịch luôn là cậu ấy đã chụp rất nhiều ảnh. Cậu ấy chụp ảnh ở đấy. Imi Pasmatrili và chúng tôi thì lại xem những bức ảnh đó. Kharoshi photography. Ảnh có đẹp không? Đã, очень интересно. À, rất là thú vị. Здание улицы музея Петербурга. À, những ngôi nhà, những đường phố và những viện bảo tàng của thành phố Petersburg. Я тоже хочу фотографировать. Tôi cũng muốn chụp ảnh. Очень бы есть фотоаппарат. Thế cậu có máy chụp ảnh không? К сожалению, нет. À, rất tiếc. К сожалению là cái tập hợp từ. К сожалению có nghĩa là rất tiếc. À, сожалению là cái gì? Сожалению. Tại sao lại сожалению? Nếu như chúng ta cần dịch một cái từ rất tiếc sang tiếng Nga thì chúng ta sẽ không thể nào dịch được. Bởi vì nó không có cái dạng như đó, dạng dạng để chúng ta dịch cái từ đó đúng không? Chúng ta sẽ dịch sai. Đó, thế cho nên là ở trong tiếng Nga nó có một cái câu tương đương với câu sang tiếng Việt là сожалению có nghĩa là rất tiếc. Đó, đúng không ạ? Thế còn dịch theo kiểu tại sao nó lại ở cách 3, tại sao lại сожалению lại là phải dùng ở cái dạng với dưới từ к, thì chúng ta không cần quan tâm, chúng ta chỉ biết rằng có một cái đơn vị lời nói là сожалению, đó là rất tiếc, chúng ta dùng luôn là rất tiếc. Thế còn khi chúng ta muốn nói rất tiếc thì chúng ta sẽ nói tiếng Nga là сожалению. Сожалению нет, rất tiếc là không có. Nồi khai chú купить, nhưng mà tôi đang muốn mua. À, у меня есть. À, tôi có đấy. Но плохой и очень старый. À, nhưng mà nó rất cũ, rất tồi và rất cũ rồi. Ты не знаешь, где можно купить хороший фотоаппарат? À, cậu có biết là mua ở đâu có thể mua được cái máy chụp ảnh tốt không? Знаю, магазин Зенит. À, biết rồi, có thể mua ở cửa hàng Зенит. Зенит là tên thương hiệu của một loại máy ảnh rất tốt ở Nga, Зенит. Там есть разные фотоаппараты. Và ở đó có rất nhiều những có rất nhiều các loại máy ảnh khác nhau, дорогие и дешевые, đắt tiền và rẻ tiền. Давай поедем туда завтра вместе. À, thế thì ngày mai chúng ta sẽ cùng đến đó nhé. Нет, завтра я не могу. Ngày mai tôi không thể đi được. Вчера из Новосибирска приехала моя тетя. Тетя là bà cô. Ngày hôm qua thì tôi có bà cô của tôi từ thành phố Novosibirsk đến chơi. Она хочет посмотреть Москву. Và bà ấy muốn xem thành phố Moscow. Muốn xem, chúng ta dịch ở đây tiếng Nga dịch là muốn xem thành phố Moscow, nhưng mà dịch sang tiếng Việt chúng ta sẽ phải dịch là nhưng bà ấy muốn tham quan thành phố Moscow, đúng không ạ? Tham quan ý nghĩa thế nào gọi là tham quan? Là đi chơi để nhìn thấy những cái gì đó đúng không ạ? Thế còn trong tiếng Nga người ta chỉ đơn thuần nói là Anna хочет посмотреть Москву, là bà ấy muốn xem Moscow thế thôi. Хорошо, позвони послезавтра. Ồ, thế thì thôi được rồi. Hãy gọi điện vào ngày kia nhé. À, завтра là ngày mai. После là sau ngày mai. Cái ngày sau ngày mai có nghĩa là gì? Chúng ta dịch là ngày kia, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cần nhớ что случилось là cái gì xảy ra. У меня болит голова. Tôi bị đau đầu, đúng không? Đó. Thì vậy thì đây là cái nội dung của cái bài đọc. Thế và bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bài đọc này nhá. Xin mời các em nghe. Задание 25. Bài số 25. Ира, добрый вечер. Добрый вечер, Антон. Ты был сегодня в кафе? Да, был. Мы долго ждали тебя, но ты не пришла. Что случилось? Ты знаешь,
и я больна. У тебя температура? Ты ходила к врачу? Нет, у меня нет температуры, но у меня болит голова. А мы ждали тебя в кафе. Вчера Иван приехал из Петербурга. Он сделал там фотографии, и мы посмотрели их. Хорошие фотографии? Да, очень интересные. Здания, улицы, музеи Петербурга. Я тоже хочу фотографировать. А у тебя есть фотоаппарат? К сожалению, нет. Но я хочу купить. А у меня есть. Но плохой и очень старый. Ты не знаешь, где можно купить хороший фотоаппарат? Знаю. В магазине «Зенит». Там есть разные фотоаппараты. Дорогие и дешевые. Давай поедем туда завтра вместе. Нет, завтра я не могу. Вчера из Новосибирска приехала моя тетя. Она хочет посмотреть Москву. Хорошо. Позвони послезавтра. Đó là cái đoạn đối thoại của chúng ta. Thế vậy thì nhiệm vụ cho các em là các em sẽ đọc nghe kỹ cái đoạn đối thoại này, sau đó các em sẽ đọc rất kỹ các đoạn đối thoại này. À, cái đoạn đối thoại này. Bởi vì sao? Ở trong đoạn đối thoại này có rất nhiều những cái mẫu câu sẵn cho các em để các em có thể vận dụng vào lời nói của mình. À, đó là cái ý nghĩa của cái việc học các đoạn đối thoại, để chúng ta học nói, đúng không ạ? Học lấy luôn những cái câu ở trong này và chuyển những cái câu này thành cái câu cửa miệng của mình, để chúng ta có thể hỏi các bạn. Khi mà bạn ốm sẽ hỏi u chi bi yes temperature ti khadil khadil k vrachu, vân 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 vân, đúng không ạ? Đó. Thế sau đó thì nói về ảnh ọt vân vân này khác, về máy ảnh, đúng không ạ? Đó. Đó là những cái dữ liệu lời nói mà các em có thể chuyển hóa thành cái dữ liệu của mình. Thế nhé, bài học của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ còn một bài nữa thôi là sẽ hết bài 12 và chúng ta sẽ chuyển sang bài 13. Lần sau chúng ta sẽ học bài cuối cùng của bài 12. Xin cảm ơn các em. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.